tại hàn quốc ngành công nghiệp đồ chơi đang phát triển bởi trong thời gian gần đây họ thường hướng tới một đối tượng khách hàng mới ngoài trẻ em đó là giới trẻ những món đồ chơi thú vị cũng được sản xuất để giúp đối tượng này giảm căng thẳng theo đó, những món đồ chơi dành cho người trưởng thành đều có một đặc điểm chung, đó là người dùng có thể cầm nắm và biến đổi hình dạng của chúng chỉ bằng một tay. Mặt hàng phổ biến đó là slim hay còn gọi là chất nhờn ma quái. Chúng trở thành món đồ chơi thể hiện sự sáng tạo của giới trẻ. Ban đầu, chúng tôi sản xuất những loại slim đơn giản nhất, nhưng thời gian gần đây, nó đang rất phổ biến. Mỗi tuần, chúng tôi bán được khoảng 500 đồ chơi slim. Các chuyên gia cho biết, những đồ chơi Slim có khả năng giúp người dùng giải tỏa căng thẳng. Những người chơi đồ chơi này sẽ có xu hướng tự tôn hơn vì họ có thể kiểm soát được nó và tự do sáng tạo, qua đó giúp họ giảm bớt căng thẳng và tăng khả năng tập trung. Các cửa hàng bán đồ chơi Slim trực tuyến cho biết, doanh số bán hàng của họ tăng vỏ lên gần 130% chỉ trong 5 tháng vừa qua.